hôm nay là Mai lại tiếp tục một cái liệu trình là Nano Collagen. Đây là một cái liệu trình mà Mai ưa thích vô cùng. Bởi vì thực sự ra mà khi mà chúng ta bôi kem dưỡng á, thì kem dưỡng nó chỉ nằm trên bề mặt thôi. Trước đây thì Mai cũng hay xí xọ mua thiệt là nhiều cái kem đắt tiền. Nhưng mà sau này hiểu ra rằng á, là kem dù chúng ta có mua đắt tiền hay mặt nạ có mắc tiền như thế nào đi nữa thì cũng thẩm thấu không sâu được dưới những cái lớp trung bì, hạ bì, thượng bì của da. Chỉ có điều trị bằng công nghệ nano collagen thì mới có thể đưa cái dưỡng chất sâu ở dưới da của mình và như vậy thì làm cho làn da chúng ta được thấm đẫm dưỡng chất một cách đầy đủ. Và ngay cả khi mà chúng ta uống collagen hay chúng ta uống những thực phẩm chức năng thì cơ thể chúng ta rất là thông minh, có nghĩa là họ sẽ lấy những cái tích trong cơ thể của chúng ta sẽ lấy toàn bộ những dinh dưỡng để nuôi những cái bộ phận khác trong cơ thể trước, và da lại là cái sau cùng. Đó mà toàn da là sau cùng, mà trong lúc đó chúng ta nhiều khi chúng ta chỉ lo tập trung những cái vùng mặt hay vùng cổ mà đến một cái phần rất là nhỏ, thành ra là chúng ta sẽ không thấy được rõ. Chỉ có điều trị cái này chúng ta mới điều trị trực tiếp từng cái vùng mà chúng ta quan tâm và đạt được dưỡng chất nhiều nhất. Do đó là sau này là hàng tháng là mới đều lập lại cái liệu trình này. Thì mọi người thấy cái da mai bóng không? Đó, đây là cái da mà Mai vừa mới rửa mặt xong, chưa có điều trị. Nhưng mà không phải đợi đến lúc mà nó xỉn màu thì mình mới điều trị đâu, mà nó gọi là nó mày cứ duy trì. Nói chung là cái dưỡng chất mình cứ duy trì, nó giống như là sao ta, chúng ta đừng có đợi đến cái lúc mà chúng ta đói hay khát nước rồi chúng ta mới ăn mà uống, mà chúng ta cũng nên uống nước duy trì một ngày 2 lít, 1,5 lít 2 lít một ngày. Thì điều trị cũng vậy đó, mà cũng cứ duy trì là cứ 1 tháng thì mình điều trị một lần. Và Mai điều trị thì hơi cầu kỳ hơn khách hàng chút, không phải là nhiều công đoạn hơn hay là cái loại thuốc khác hơn hay là dưỡng chất khác hơn, chỉ có điều là Mai làm nhiều vùng hơn. Như người ta đến là ta làm cái vùng mặt thôi, Mai không có rồi, mặt này, cổ này, ngực này, thì hai cái bàn tay đó, thì cái vùng bàn tay này của Mai thì Mai cũng điều trị, bởi vì mình cũng cái da của mình nó cũng hơi bị khô ở cái vùng bàn tay đó. Thì Lan vừa mới tẩy trang cho Mai được cái vùng mặt, vùng cổ. Chị bôi kem tê hả em? Dạ vâng ạ, em xin phép được bôi kem tê cho chị nha. Thực ra khi mà bôi kem tê á thì mình sẽ thấy là nó hơi kiểu nó hơi gọi là căng một tí đó, vậy thôi chứ cũng không có cái gì. Và cái này cũng không phải là đau đớn, Mai cũng đã điều trị nhiều lần, mọi người thấy là không có vấn đề gì hết. Nhưng mà thực ra thì mình vẫn muốn là mọi người cảm giác thoải mái nhất, do đó là luôn luôn có một cái quy trình là bôi kem tê trước, và ủ tê thì khoảng trong khoảng độ 30 phút hơn, thì như vậy thì sẽ làm cho cái kem tê được thẩm thấu, và sau đó khi điều trị thì hoàn toàn thư giãn, không có một chút cảm giác gì cho khách hàng. Và điều trị này thì cũng mau lắm, chỉ lâu cái chuyện mà chúng ta rửa mặt rồi bôi kem tê và chờ tê thấm thôi, chứ một khi bác sĩ điều trị thì mất chừng 15 phút là chúng ta xong cái quy trình điều trị rồi, nhưng cũng rất là nhanh. Và khi mà điều trị cái nano collagen này thì nó có cái lợi điểm là nó đem lại cho chúng ta tăng cường tới 256% collagen, và đồng thời là tăng cái độ ẩm lên tới 90%, chưa kể là giảm oxy hóa nữa. Đó, thì cái này nó rất là mê công nghệ này. Nên mọi người thấy là cái mặt Mai cũng bóng là vì Mai điều trị cũng khá là thường xuyên. Dù cho ở Israel Mai không có được điều trị bởi các ekip quen thuộc, bác sĩ cũng như là Lan ù nhưng mà Mai lại được điều trị bởi tiến sĩ bác sĩ Tai cũng như là các ekip y tá ở bên Israel, do cái thẩm viện Excellent là đối tác của BV cùng hợp tác thực hiện điều trị cho Mai, thành ra là cái da của mình nó cũng khá là ổn. Nhìn cái lúc này của Mai hơi ghê một tí nhưng mà vì đang làm công đoạn. Thường bình thường thì 1 tháng thì chị sẽ làm cái liệu trình này bao nhiêu lần? Tháng thì chị làm 1 lần. Chị ghiền cái này lắm luôn, thiệt luôn. Da nó cũng bóng, mà bây giờ chị hàng ngày chị không cần phải trang điểm gì hết, chị chỉ bôi kem dưỡng một lớp thôi, cũng không cần nhiều lớp, nó bìm bì cái da mình. Rồi sau đó là chị cho một lớp chống nắng lên, ưng nữa thì phủ thêm mấy cái phấn như kiểu phấn em bé vân vân thôi, còn không thì thôi để nó bóng cũng được, đánh tí má hồng, đánh tí son, tí mắt là xong. Thì nó rất là khỏe, da lại càng khỏe, bởi vì cái quy trình giống như là da xấu, cái đồ đánh phấn để che cái da
thì đánh phấn che da, da không thở được, da lại xấu, và cái vòng luẩn quẩn nó cứ gọi là nó cứ vòng vòng đó. Còn giờ mình chăm da để da mình được bóng, được khỏe, được tốt, thì sau đó là mình lại không cần, mình lại tự tin, mình không cần phải đánh phấn, như vậy da được thở, được khỏe hơn, nghĩa là cái quy trình nó tốt hơn nhiều. Và nhất là cái tuổi của Mai hay là nhiều chị em chúng ta, thì chúng ta nhất là khí hậu Việt Nam chúng ta nữa, đánh phấn nhiều thì cũng không phải là một giải pháp tốt, bởi vì nó sẽ làm cho bít tắc lỗ chân lông, rồi từ đó nó sẽ làm cho da của chúng ta gọi là nhiều cái vấn đề, nhất là da ai dầu nữa, rồi cộng với khí hậu ẩm dầu thì nó sẽ làm cho chúng ta dễ bị nổi mụn nữa cơ. Sau khi Mai vừa điều trị xong nè, thì mọi người thấy là nó hơi sưng một chút nè, nó hơi đỏ đỏ đó, cái cổ cũng vậy nè đó mọi người thấy, rồi cái tay đó, mọi người thấy cái tay không, nó còn cái những cái nốt á, nó hơi hơi một tí thôi, đã đọng đọng, nhưng mà chừng vài tiếng sau thì nó sẽ lặn lại, nó êm rồi, đến sáng hôm sau là Mai bình thường lại. Mai có thể trang điểm, rồi Mai thực ra Mai thì không trang điểm, nhưng mọi là bôi kem chống nắng thôi. Đó, là nó bình thường, nó ổn lại liền à. Hôm nay mừng quá, bởi vì thực ra có kế hoạch đi làm điều trị rồi mà cứ lu bu, mình điều trị được xong là mình mừng dễ sợ luôn á, đỡ mà được vài bữa nó là đẹp lắm luôn, nó sẽ bóng da, nó sẽ bóng, nó đầy đủ dưỡng chất, nó hơn vạn lần là mình dùng kem, nó hơn cả năm bôi kem luôn đó. Đó, bây giờ Mai vừa mới làm xong này, tóc tai còn đang hơi lung tung một chút, da sẽ mướt mát mà gọi là đầy chất, thấm đẫm dưỡng chất á. Nếu có những công nghệ nào hay thì Mai sẽ chia sẻ tiếp với cả nhà nha.